Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sợ shipper đợi lâu, người phụ nữ không kịp mặc quần chạy ra nhận hàng khiến anh shipper kêu trời. Anh shipper chia sẻ câu chuyện giờ khóc giờ cười. Khi thấy khách ra lấy hàng nhưng không kịp mặc quần khiến ai cũng hớ. Người thu hút sự quan tâm tâm của dư luận ngày nay. Cuộc sống dần thay đổi, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhiều người tăng cao. Thay vì phải đến chợ hay trung tâm mua sắm để mua một thứ gì đó, giờ đây mọi người có thể nhận hàng được giao đến tận nhà thông qua điện thoại thông minh có kết nối internet. Mới đây, trên một diễn đàn mạng xôn xao bàn tán hình ảnh người phụ nữ đi lấy hàng shipper thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, không khiến dân tình tranh cãi vì bơm hàng hoặc vì shipper đợi lâu nhưng người phụ này lại quên mặc quần khiến hộ shipper phải kêu trời trước tình huống giờ khóc giờ cười. Theo như hình ảnh được chia sẻ, dân tình có thể thấy rõ đây là người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn. Đáng chú ý nhất, người phụ nữ trên mặc áo thun đen nhưng dưới chỉ mặc chiếc quần lót màu da. Chân xỏ dép tổ ong xanh để lấy hàng shipper ra tới khiến ai nhìn cô cũng phải đỏ mặt vì ngượng thay. Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút gần 20k tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Bên dưới bài viết nhiều người cũng dự đoán có thể người phụ nữ này đang thay quần áo, thế nhưng lại nhận cuộc gọi từ anh giao hàng nên hớt hải chạy ra lấy kiện đồ mà quên mất chỉ mới mặc quần lót. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khi ở nhà muốn mặc bất kỳ những cũng được. Nhưng khi ra đường, những nơi đông người cần có lựa chọn trang phục phù hợp hơn để bảo vệ chính mình và thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh. Được biết, đây không phải lần đầu tiên MXS xôn xao trước các ăn mặc khi nhận hàng shipper. Trang phục mặc ở nhà thường là những thiết kế thoải mái, rộng rãi. Đối với người ngoài nhìn lại có khi gợi cảm quá đà, khiến nhiều người cho rằng chỉ ra ngoài vài phút nhận hàng nên im cho qua, không thay đồ. Do đó, vô tình những màn ăn mặc quá vô tư, hồn nhiên với N, hồn y, đồ ngủ hay đồ kiệm vải khiến dân tình bất lực, cười ra nước mắt.